Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 6, ngày 25 tháng 5 năm 2018 của 12 con giáp. Xem tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2018 của người tuổi Mùi, báo hiệu vận trình ngày hôm nay của con giáp này cực kỳ thuận lợi. Mùi tị tương hội, công việc trong ngày suôn sẻ bất ngờ. Bản mệnh không cần phải tranh đấu mà vẫn có được thành công trong tay mình. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2018 cho thấy người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc. Song rắc rối này phần nhiều do người khác gây ra. Thiên quan kéo theo tiểu nhân hãm hại đe dọa con giáp này đánh mất những gì mình đang có. Tiếp nối vận trình xui xẻo ngày hôm nay của tuổi Tý là đường tình duyên kém sắc. Thủy hỏa xung khắc khiến cho quan hệ giữa bản mệnh và người ấy trục trặc, đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà tình cảm có phần còn lay động. Mỗi ngày, hãy dành thêm một chút thời gian để tâm sự, chia sẻ với nhau về những câu chuyện mình gặp phải, cũng như những vấn đề mà mình đang băn khoăn. Tình cảm giữa hai người có thể được cải thiện khi đôi bên hiểu về nhau nhiều hơn. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi thứ 6 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu đang được quý nhân tam hợp dẫn đường chỉ lối. Bản mệnh có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, viết nên thiên tình sử chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Đừng để những lời đưa đẩy của những người ngoài tác động đến bản thân mình. Hãy cứ làm theo điều trái tim mình mách bảo, đâu có ai giống ai hoàn toàn, vì thế nên có gì lạ khi tình yêu của mỗi người lại có những điểm khác nhau. Hãy tôn trọng và yêu thương sự khác biệt ấy. Thực thân báo hiệu đường tài lộc của tuổi Sửu cực kỳ hành thông vượng phát trong ngày hôm nay. Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh thì càng dễ dàng có được nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Tiền bạc ào ào đổ về nhà mà không cần phải nỗ lực quá nhiều. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Dần tị tương hại khiến cho vận trình ngày hôm nay của tuổi Dần chịu nhiều tác động tiêu cực. Nhiều chuyện xảy ra, thị phi giăng lối khiến cho quan hệ giữa các thành viên trong gia đình càng trở nên xấu đi. Lời người ngoài nghe mà lời của người thân thiết lại chẳng đáng tin. Chính điều đó khiến cho tình cảm gia đình không còn được hài hòa. Bản mệnh cần phải có giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng này trước mọi thứ chi trở nên quá muộn. Chính ấn cho thấy người tuổi Dần có nhiều nỗ lực trong công việc, nhất là khi tình cảm gia đình rối ren nhưng vẫn không vì thế mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Bản mệnh dồn nhiều tâm sức cho công việc, được cấp trên đánh giá cao bởi những nỗ lực ấy. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tử vi thứ 6 của người tuổi Mão cho thấy thiên ấn cát thần đang nâng đỡ con giáp này thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh dựa vào chính năng lực của bản thân để giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trái với sự thuận lợi nơi công sở, bản mệnh có thể vướng vào những rắc rối trong chuyện tình cảm khi mà mộc sinh xuất cho hỏa, gây ra những thay đổi trong mối quan hệ hai người. Cái gì quá cũng không tốt, hôm nay tuổi Mão đã trải nghiệm được điều ấy. Bản mệnh cần tiết chế hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Bạn hy sinh cho người ấy một cách tự nguyện, nên lấy đó ra làm lý do yêu cầu người ấy phải đối xử lại với mình như thế. Mỗi người có một cách yêu, không thể nào gò ép tất cả vào cùng một khuôn mẫu được. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Thìn trong ngày có thương quan chiếu mệnh, khó có thể đạt được những thành công trong công việc của mình. Bản mệnh thiếu sự tập trung, cũng không dồn hết tâm sức vào công việc đang làm. Điều đó có thể dẫn đến những hậu quả không được tốt cho lắm. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì, mình có thể làm được gì
nên chủ quan đợi đến phút cuối mới hành động. Đó là lý do dẫn đến sai lầm, khiến cho tuổi Thìn không kịp trở tay khi có vấn đề nảy sinh. Hỏa dưỡng cho thổ là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của con giáp này đang khởi sắc. Bù lại những mệt mỏi trong công việc, bạn có thể tìm thấy sự an ủi bên người ấy. Sức mạnh của tình yêu có thể giúp bạn cân bằng lại cảm xúc của mình. Con số may mắn 4-8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ trong tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2018 bị kiếp tài đe dọa nên có thể sẽ gặp phải những chuyện không đâu khiến tiền bạc đang yên ổn ở trong túi mình bỗng phải ra đi không một lời dự đoán trước. Bản mệnh cũng cần đề phòng những kẻ miệng lưỡi ngon ngọt đang có âm mưu dụ dỗ, lừa gạt tiền bạc của mình. Mua sắm vật dụng trong nhà cũng cần có kế hoạch, chớ làm theo ý thích, tới lúc tiền bạc thiếu thốn mới quay ra hối hận thì cũng đã muộn màng. Hỏa khí đương vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con giáp này, khiến cho bản mệnh trở nên căng thẳng và xúc động. Hỏa vượng còn có thể tác động xấu đến những người có tiền sử bệnh tim, cần phải giữ tinh thần thư thái, thoải mái nhất có thể. Con số may mắn 2-7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thứ 6 này được quý nhân tam hội che chở nên vận trình có phần may mắn hơn. Đường tình duyên vượng sắc, đào hoa ngập lối, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, từ đó có thêm lựa chọn cho mình. Tuy nhiên, trong công việc bị tỷ kiên ngáng trở nên bản mệnh có thể sẽ không có được những gì mình muốn. Cố chấp và bảo thủ, bản mệnh không chịu thừa nhận sai lầm của mình mà kiên quyết làm theo những gì bản thân cho là đúng. Cũng chính vì lý do đó mà bản mệnh có thể sẽ khiến cho công sức của bản thân mình cũng như nhiều người khác đổ xuống sông xuống bể. Tuổi Ngọ cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Một người cầu tiến và ham học hỏi mới có thể tiến xa được. Con số may mắn 5-9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2018 của người tuổi Mùi báo hiệu vận trình ngày hôm nay của con giáp này cực kỳ thuận lợi. Mùi Tỵ tương hội, công việc trong ngày suôn sẻ bất ngờ. Bản mệnh không cần phải tranh đấu mà vẫn có được thành công trong tay mình. Người tài dù ẩn giật thì vẫn có người đến biết. Khả năng của tuổi Mùi trong công việc là điều không thể phủ nhận. Bạn có ưu điểm mà không phải ai cũng có được, kẻ tiểu nhân cũng chẳng thể làm hại được đến bạn. Thực thân chiếu mệnh, nâng bước cho con đường tài lộc của con giáp này mở rộng. Tiền tài ao ao đổ về nhà, tuổi Mùi có nhiều kế hoạch trong tương lai. Khoản tiền mà bản mệnh thu được ngày hôm nay sẽ có ích khá nhiều trong việc giải quyết những vấn đề đó. Con số may mắn 3-8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Thân hôm nay sẽ gặp nhiều điều may mắn. Thân Tỵ nhị hợp, mệnh chủ gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc nhờ trí tuệ của mình, dễ dàng giành được mục tiêu đã định và không vướng vắc quá nhiều khó khăn. Chính tài nhập cục, người tuổi Thân thứ 6 này có thể sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính bởi đã được các thân che chở. Con giáp này có nguồn thu ổn định, có thể thoải mái thực hiện những dự định của mình trong tương lai. Bản mệnh cũng nên tiết kiệm một khoản nữa cho việc cần kíp thay vì dồn hết tiền để đầu tư kinh doanh hay chi tiêu mua sắm cho các nhu cầu của bản thân. Cuộc sống có quá nhiều biến cố khôn lường không thể lường trước được, chỉ có dự phòng mới giúp bạn vượt qua được khó khăn. Con số may mắn 2-6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2018 của người tuổi Dậu có tam hợp cục nền đỡ cho vận trình tươi sáng, may mắn ngập tràn, cát khí luôn dồi dào. Người độc thân hôm nay nên năng tham gia các hoạt động xã hội. Cát thần xe duyên sẽ giúp cho bản mệnh tìm được người như ý. Các cặp đôi trong ngày thứ 6 này cũng sẽ cảm nhận được tình cảm thăng hoa,
mối quan hệ gắn kết nồng nàn hơn với những kỷ niệm lãng mạn được đốt cháy lại một lần nữa. Đừng ngại thể hiện tình cảm với người mình yêu. Thiên tài xuất hiện trong tử vi tài lộc của người tuổi Dậu, báo hiệu tiền tài đang chuyển hướng tích cực về phía con giáp này. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, nếu nắm bắt được thì chỉ lo không có chỗ để tiền mà thôi. Con số may mắn 1-7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2018 của người tuổi Tuất, hôm nay là ngày mà thương quan ngáng trở vận trình công việc của con giáp này, nên bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Chớ lơ là, thiếu tập trung vào công việc, ai cũng sẽ có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc, nhưng nên biết xử lý mọi chuyện hợp lý, giờ nào làm việc nấy, chớ để các công việc chồng chéo lên nhau, vừa kém hiệu quả lại vừa dễ mắc sai lầm. Hỏa dưỡng cho thổ, giúp cho đường tình duyên của con giáp này thuận lợi hơn. Mâu thuẫn đang tồn tại giữa các cặp đôi tìm được cách hóa giải. Mối quan hệ không còn căng thẳng như trước nữa mà đã trở nên hài hòa hơn, đôi lứa yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Con số may mắn 2-5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi thứ 6 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay gặp nhiều may mắn, chính quan nhập cục tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình một cách tốt hơn. Tinh thần trách nhiệm cao, tuổi Hợi không cho phép mình làm việc qua loa đại khái mà tập trung hoàn toàn một cách hiệu quả mới được. Khả năng cao là trong thời gian tới, bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc, bởi những biểu hiện xuất sắc trong thời gian vừa tô rồi đã giúp cho bạn giành được sự chú ý của cấp trên. Khả năng thăng tiến trong công việc là rất lớn. Tuy nhiên, cục diện Tỵ Hợi tương xung có thể khiến cho con giáp này gặp phải những chuyện buồn về tình cảm. Đôi lứa thiếu tin tưởng vào đối phương dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc gây rạn nứt mối quan hệ. Con số may mắn 4-7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng bạc, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.